Hello, xin chào tất cả các em, thầy là thầy Hội. Hôm nay thầy sẽ cùng các em đi tìm hiểu bốn thanh điệu trong tiếng Trung nhé. Vậy thì các em thử tưởng tượng ra nếu mà một ngôn ngữ mà chúng ta nói sai thanh điệu thì như thế nào nhỉ? Ví dụ như trong tiếng Việt đi, tiếng Việt chúng ta có bao nhiêu nhỉ? Có tổng cộng 6 thanh điệu đúng không? Ví dụ như nhỉ? Một người nước ngoài học tiếng Việt, người ta hỏi bạn một câu là anh đã ăn cơm buổi tối chưa? Đó thì ví dụ như họ nói không chính xác, cái thanh điệu nó không chính xác thì nó dẫn đến một câu chuyện rất là hài hước đúng không, và có thể là làm cho người nghe nghe hiểu hiểu sai ý đúng không. Hay là ví dụ như là thầy đã rất nhiều năm đi dạy tiếng Việt cho nhiều sinh viên của nhiều nước, có những bạn nói là gì nhỉ, thưa thưa thầy em quên vợ ở nhà, em quên vợ ở nhà. Tất nhiên là bạn nói không 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 rõ cái từ quên quên vợ ở nhà kiểu như vậy. Thế thì cái từ vốn dĩ là bạn ấy, chúng ta nghe thì chúng ta vẫn đoán là bạn ấy nói là quên vở, tại vì trong cái tình huống mà thầy kiểm tra bài tập đúng không. Nhưng mà nếu mà bạn nói sai ấy thì chúng ta lại có thể ở một câu khác thì chúng ta hiểu ra một cái, ví dụ một ngữ cảnh khác chúng ta hiểu ra một cái từ khác. Vậy thì thanh điệu nó đóng một vai trò rất là quan trọng. Vậy thì các em chúng ta phải đi tìm hiểu cặn kẽ nó làm thế nào để chúng ta có thể phát âm chuẩn được nhá. Đầu tiên là thanh một. Ở đây các em có thể thấy là đánh số, người ta đánh số 1, 2, 3, 4, 5. Vậy thì chúng ta nếu nếu chúng ta chia chia cái cao độ 1, 2, 3, 4, 5 thì cái thanh 1, cái cao độ của nó làm sao? Nó cao nhất. Nó xuất phát từ 5, 1, 2, 3, 4, 5. Thầy sẽ đọc cho các em dễ tưởng tượng. Ví dụ như là ở cao độ 1 đi. Cao độ 1 đi thì chúng ta sẽ đọc là ma, đúng không, mà rất là thấp. Lên tiếp này, cao độ 2 này, mà các em đã hình dung ra chưa, đó là cao độ. Và ở cái trục này thì làm sao, cái trục này là cái trục gọi là, người ta gọi là trường độ. Trường độ là gì? Trường độ là cái độ dài khi chúng ta phát âm đúng không, tức là nó kéo dài là bao nhiêu, tức là khoảng vào trong khoảng gần 2 giây thôi, vậy kiểu như vậy. Như vậy thanh một chúng ta đọc thế nào nhỉ, cao kéo dài ra hả, mà các em hình dung ra chưa, hình dung ra chưa, rồi thanh một nhá hả, mà chứ không phải là mà như trong tiếng Việt nhá, đừng nhầm tưởng. Ok, thanh một ok rồi nhá, đọc lại mà tiếp theo thanh số 2. Thanh số 2 thì đơn giản rồi, nó gần với dấu sắc trong tiếng Việt. Các em để ý là nó xuất phát từ 3 đúng không, và nó kết thúc ở 5. Chúng ta đọc là mà lên cao nhá, mà cái thanh này đơn giản rồi. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đi thanh số 3. Thanh số 3 nó không giống với dấu hỏi trong tiếng Việt nhá. Các bạn nói là ơ thanh số 3 nó giống hệt dấu hỏi trong tiếng Việt, nhầm rồi nhá, không phải nhá. Và các bạn để ý này, nó xuất phát từ 2 xuống 1 và kết thúc ở đâu nhỉ, ở 4 đúng không. Chúng ta sẽ đọc nhỉ, từ đây đọc là gì nhỉ, đây này, đọc là mà đó, đi như vậy mà chứ không phải là mà mèo mả gà đồng trong tiếng Việt, từ mà đúng không. Nhưng mà ở đây nó sẽ là mà, khác nhau nhá, có giống đâu đúng không. Đó là thanh 3 trong tiếng Việt. Tiếng Trung, vậy thì thanh 2 và thanh 3 thực ra cũng ít người nhầm lắm. Tiếp theo cái thanh mà hay nhầm nhất là cái thanh này, thanh 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 thứ tư này này. Đó, các em có thể thấy là cái cao độ của nó xuất phát từ 5 và nó xuống cắm thẳng xuống 1 đúng không, nó đi xuống hơi xuống 4 và nó cắm thẳng xuống 1. Đọc là gì nhỉ, mà ok, mà giống như một ai đó, ví dụ như là người ta đánh bạn hay cấu bạn, cái bạn cả ê, ê, kiểu như vậy. Thì cái cao độ và cái âm vực khi mà nó cắm xuống thì kiểu kiểu như vậy. Và tất nhiên là nó không dứt khoát như vậy đâu, nhưng mà chúng ta hình dung là cái thanh 4 trong tiếng Trung là như vậy nhá. Như vậy là thanh 4 trong tiếng Trung nó đi từ 5 xuống 4 cắm thẳng 1 đó, mà ok, mà ok, tiếng mẹ mà
Không phải như thế, nhưng mà nó chúng ta phải hiểu là bản chất nó gần như vậy. Vậy thì để so sánh kỹ hơn về thanh 1, thanh 4, thanh 1 thầy đọc lại nhé, thanh 1 cao đều, cao đều. Mà đúng không? Thanh 5 thế nào? Mà đó, thầy đọc chậm lại để cho các bạn hình dung ra nhé, đọc chậm lại để các bạn hình dung ra như vậy. Đó. Ok, nó sẽ là mà. Ok, hình dung ra chưa? Đó. Thế tiếp theo chúng ta để củng cố hơn cái kiến thức này, chúng ta sẽ đi luyện tập nhé. Đó. Ok, chúng ta có gì nhỉ? Gì đây là nhỉ? Nhưng mà là gì? Đúng không? Tiếp theo, anh Hải. Tiếp theo. Thanh 4. Ok. Ok. Tiếp theo. Dòng thứ hai này. U cao đẹp. U tiếp. Ố. Ố. Tiếp theo. Ố. Ố. Tiếp theo. Ô. 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 Tiếp theo. Hả? Ok. Ok. Nhìn mấy chữ khuây là mà các bạn đã nắm được chưa? Nhớ luyện tập thường xuyên nhá, đọc lại và nghe lại và luyện tập nhá. Nếu các bạn cảm thấy video của thầy hữu ích thì hãy nhớ ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận những bài giảng tiếp theo của thầy nhá. Chào tất cả các bạn.